đi. Ngọc bây giờ xuống tắm với mình chay á. Cô chú anh chị nhớ nha, Ngọc bắt đầu là cho thuê cái nhà này á, là giữa ngày 15 tháng 5 á, 15 tháng 5 đúng rồi, mà Ngọc đã có người thuê rồi đó. À, tối cũng ra đây tắm được luôn, nước ấm dữ lắm. Muốn ấm bao nhiêu là có bấy nhiêu. Trời ơi, coi được đời. Cứ liên hệ số điện thoại của Ngọc. Nó nói bye, ba đừng có, ba đứng im một chỗ, ba đừng có di chuyển nha. Lại đây. Tắm đêm nó có cái thú vui, có cái tắm đêm ha mọi người ha. Sáng có thú vui tắm sáng. Con chào mẹ hả? Bây giờ con chào cô chú đi, lâu quá cô chú chưa gặp chay nè. Giờ nè, con gỡ ra giùm cho mẹ đi. Tay nè, nè. À nè, ai cho con á? À, ai cho? Phải bà cho không? Bà thấy con nãy bà thấy con ngoan quá, bà cho con á. Thấy không? Bởi vì mình đi đâu mình ngoan là ai có tay cũng thương hết đó. Mà mình quậy, mình lì là không ai thương mình hết đó. Con cũng vô con ngoan quá nên cô chú mới thương con nhiều đó. Chứ mà con quậy quá đâu ai thương con. Mà mẹ hỏi con, ba qua con có vui không? Con don't say no to go. Thì sao? Say no to go, mom. No to go là sao? No, mom, you said no to go out there. Không, để cho ba đi chứ mình đâu có cần đi vô trong đó làm gì. I want to wait for. Hả? Để no, để chừng để ba vô trong đó đi chứ còn mình ngồi đây mình nghỉ ngơi cho mình khỏe bớt chứ mình đi hoài mình mệt quá. Cả hai tháng nay mình đi quá nhiều rồi, con không mệt hả? Hả? No. Con muốn đi với ba hả? Để chờ chút ba ra với con rồi chút nữa về nhà con với ba bơi nha. I'm going faster. I'm going to that way. Đúng rồi, chút nữa con cho ba coi coi bữa nay là bữa nay con bơi giỏi như thế nào rồi nha. Chút nữa con show cho ba coi ha. Ok, móc méo. Đây này, có đây, có đây không? Phone. Cái mỏ tán trong cái mặt tay giờ. Thì con nó giả khóc rồi cô chú. Con cái mỏ nó giả khóc rồi, con này nó giả lắm. Bây giờ nó biết thương nó, cái đời nó giả khóc dữ lắm. Uống miếng nước không? Nước hả, mà lấy miếng nước không uống? Cái gì, cái gì? Thôi. Nói tiếng gì coi? Thôi. Thôi hả? Thôi là gì? Thôi là con bay thui hả? Thui là gì? Thui là gì? Thôi. À có nghĩa là thôi, à thôi đừng lấy, đúng rồi, thôi. Con nói thôi nha. Ào. No, no. Không ăn, mẹ ăn. Mẹ ăn. No, luôn. Vô viên. Oh, wow. Chocobai la Oreo. Chocobai này ngon mà ngọt quá. Ăn xong cái chocobai là no luôn á. Look, mom, look at my sweatpants. Can I watch the phone, please? Nói tiếng gì coi? Mẹ, watch the phone. Watch the phone tiếng Việt là gì? Coi gì? Coi gì? Coi điện gì? Thôi mệt quá, bà trận quá. Không rồi, điện thoại đâu? Điện thoại ai giữ? Ai giữ điện thoại? I think daddy took it. Ồ, ba lấy rồi hả? Ăn cắn miếng không? No. Dạ không mẹ. I'm not thirsty and hungry. I'm not thirsty and hungry. Con không đói bụng mà không? Giờ mày biết ở giữa của cái bánh Oreo này là marshmallow luôn á. Giờ mày mới biết luôn á chay. Chay nó mới tắm xong rồi cô chú ơi.
Bây giờ nó đang tô vẽ sắc màu, Mama, Daddy wants to show me. Hả? Bây giờ nó đang tô vẽ sắc màu, màu sắc tình yêu. Sắc màu, màu sắc tình yêu. It's Rapunzel. Ồ, con vẽ Rapunzel à? Hồi hàng chi tóc Rapunzel dài dễ sợ không? No, Mom, Rapunzel is Rapunzel, her mother. So her mother's... Thì bởi vì con vẽ cái tóc dài quá thì bạn nhìn mới biết Rapunzel, chứ đâu có còn ai tóc dài như Rapunzel đâu. Đúng không? Uh-huh. Để mày vô mày la bà. No, Mom, Daddy is kind and help. Sao? Sao không được la bà? Because Daddy was the everyone to talk to you. So you hit me. Không, mẹ la ba là tại sao ba lại lấy cái đồ đó cho con mặc. No, Mommy, it's night time. Daddy said it's night time. You couldn't wear it. Ủa? Trời ơi, dính lên miệng rồi kìa. Nhưng mà cái đồ đó là con mặc đâu có vừa đâu, mà tại sao ba xỏ cho con một cái đồ mà mẹ không thể nào chấp nhận được. Cái quần cũng không vừa, mà cái áo hả, không không có gài nút áo lại cho con. Mày vô mày la ba một trận. Mày la, một mẹ nhất định mày la, mà không cho, tối nay không cho ba ngủ chung với mẹ. No, không. Daddy don't deserve it. Daddy only be sorry. À, ba sẽ nói xin lỗi hả? Ba xin lỗi mình hả? À, mà còn tối nay con ngủ với ba hay ngủ với mẹ? No, em mẹ anh ba. Ngủ với hai người luôn hả? Uh-huh. Không, con chỉ được chọn một thôi. No, I love all of you, Mommy. Vậy hả? Yes, I want you to stay with me. Trời ơi trời, Ngọc nói nó chỉ được chọn một trong hai thôi. Nó nói không, nó yêu cả hai người. Cô được rồi. Lucky have a... Nó lúc nào nó cũng yêu cả hai người, không bao giờ mà. This is super. Ôi ơi, ba làm này cho con hả? Yes, Mom, I don't know how to be this, so we gotta put this in. Trời ơi. Mommy, can you please help me be this? Ba nó mặc cho một cái bộ đồ mà Ngọc không thể nào chấp nhận được. Ngọc nó... This is a superhero. Cái Ngọc nói đi, Ngọc la ba nó, cái đó nó không, mẹ ơi, cái đồ đó là buổi tối mà mình mặc đồ vậy có sao đâu.